mỗi năm. Chiều ngày 15 tháng 10 năm 2021 tại huyện Đức Hòa, công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm nhân thọ MBZ đã tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm 5 tỷ đồng cho gia đình khách hàng không may tử vong. Đây là trường hợp được chi trả quyền lợi bảo hiểm lớn nhất của công ty từ trước đến nay. Được biết, khách hàng tham gia mua gói bảo hiểm từ tháng 4 năm 2020 với mức phí đóng là 250 triệu đồng mỗi năm. Trong quá trình tham gia gói bảo hiểm, đến tháng 9 năm 2021, khách hàng không may bị tử vong. Ngay sau khi nhận được thông tin, công ty đã đến động viên thăm hỏi và hỗ trợ gia đình hoàn thiện các thủ tục hồ sơ chi trả quyền lợi bảo hiểm. Khi nhận được tiền bảo hiểm thì tôi cảm thấy an ủi được phần nào khi hỗ trợ được một phần kinh phí để an ủi cho gia đình và vượt qua nỗi đau này. Đây là một cái gói bảo hiểm cũng rất là tốt và hiệu quả, rồi kịp thời, và cho nên trong tương lai thì chắc chắn tôi và gia đình sẽ tiếp tục tham gia bảo hiểm. Phần hỗ trợ chi trả này nó không thể bù đắp được sự mất mát cho đến gia đình, tuy nhiên nó sẽ đảm bảo được cái sự thiệt hại về tài chính cũng như là giúp cho gia đình có những khoản chi phí trang trải trong cái giai đoạn khó khăn này, đúng như cái mục tiêu ban đầu mà quý gia đình đã đặt ra là tham gia cái giải pháp của công ty bảo hiểm nhân thọ MBZ Life để bù đắp, để dự phòng những cái phần rủi ro về tài chính khi mà có những cái sự kiện không muốn xảy ra. MBZ Life được thành lập từ tháng 7 năm 2016, là một thành viên của Ngân hàng Thương mại Cổ phần MB. MBZ Life đã vinh dự lần thứ hai liên tiếp ghi danh trong bảng xếp hạng top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín. Bên cạnh song hành với phát triển kinh doanh, các hoạt động vì cộng đồng cũng luôn được MBZ Life chú trọng thực hiện. Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, tháng 5 vừa qua, đơn vị đã ủng hộ 2 tỷ đồng vào quỹ vaccine phòng chống COVID-19. Ngoài ra, MBZ Life cũng đã trao tặng 3.000 bộ đồ bảo hộ y tế và 5.000 khẩu trang 3M, trị giá hơn 200 triệu đồng cho đoàn giảng viên, sinh viên tình nguyện, chi viện miền Nam của Đại học Y Hà Nội. Với sứ mệnh đồng hành cùng bạn xây dựng hạnh phúc, thông qua các hoạt động chung tay phòng chống dịch COVID-19, MBZ Life cam kết luôn đồng hành cùng chính phủ và người dân trong cuộc chiến với dịch bệnh.